Các bạn ơi, cuộc sống đồng quê ở Oregon, Mỹ. Oregon đây là nhà của mình này, chỉ có nhiêu đó thôi đó mà đến 6 người ở đó bạn. Nhà có chút xíu xíu ha. Đây mình đang trồng cây ở Oregon đó bạn. Trời thời tiết nó không có ấm áp như là những vùng khác, cho nên là trồng cây nó khó lên quá các bạn ơi. Thấy không, mình đang trồng cây nè, mình đang trồng đó, rào rồi gì đây, tá rau thơm đó, rồi mọi thứ, nhưng mà nó không lên. Tuần này thì thời tiết của Oregon rất là ấm áp, chỉ có cuối tuần thứ bảy chủ nhật mới mưa thôi, cho nên vợ chồng mình cố gắng làm cho xong những cái gì mà mình muốn trồng. Đây đây là ngoài sân nhà của mình đó, nó quê vậy đó bạn, quê còn hơn là quê, quê còn hơn là cái gì nữa hả các bạn ơi. Này này là bông, mình cũng không biết kêu là bông gì luôn, nhưng mà nhìn cũng ok ha các bạn ha, cũng ok lắm đó. Mình mới tỉa xong cây đó, làm dữ lắm bạn ơi, ở quê làm từ sáng đến chiều, làm công không thôi. Cây cỏ đây, đây là đất chồng mình mới cày xong để chuẩn bị trồng bắp để biết cho gà cho heo. Mình có nuôi mấy con heo với mấy con gà để đẻ trứng cho mình ăn đó các bạn. Tại vì ở đây đi siêu thị rất là xa, đi siêu thị nhỏ nhỏ thì khoảng 30 phút, mà đi siêu thị to đó, lớn thì tiếng 2 tiếng luôn các bạn ơi. Cho nên cái gì mà mình làm được thì mình cứ trồng đó, rồi trồng bắp cho gà vịt ăn, heo ăn, rồi mai mốt mình ăn heo. Chỉ có vậy thôi, rồi cố gắng làm này. Xong nhà mình là chỉ có vậy đó, chút vậy thôi. À, trên kia là có mấy cây chali, mấy cây chali với lại gọi là cái gì ta, apple đó các bạn, nhưng mà nó chưa có trái đâu, tại vì ở Oregon này chưa vào mùa hè, cho nên là đó, đây là những cái cây mình mới tỉa cây đó, mình cắt cây đây nè các bạn, đó, mình cắt ở dưới cho nó đẹp hơn, tại hơi ấm áp cho nên ra giường làm. Còn đây là những cái dụng cụ để bỏ lên máy cày đó các bạn, để cày cày đất đồ này đó. Mình cũng không biết chồng mình làm, mình cũng đang tập hả? Mình đang tập để phụ chồng mình thôi, chứ ngày nào ổng cũng đi làm về rồi làm đến tối gì đó. Đây có mấy cái tàu bên kia nhưng mà phải sửa là mới xài được các bạn ơi, cũng mong là sửa mau mau để đi ra biển bắt cá bắt cua về ăn. Mình thích ăn những cái gì mà tự nhiên, không có muốn mua nhiều lắm, tại vì bây giờ thời buổi đi mua thức ăn cũng hơi nguy hiểm, thì ở đồng quê mà cái gì làm được thì cứ làm. Đó. Đây nhà của mình chút xíu vậy đó. Bác bạn thấy sao, quá quê luôn phải không, à, xung quanh toàn là cây không. Đến mùa hè lên thì mới có cây ăn trái nha các bạn, chứ bây giờ là đang trong mùa thu đó. Không phải mùa thu, mùa xuân hả, nó gần vào mùa hè đó. Trời ơi, hầu như là mình nói không có được giỏi lắm nha, xin các bạn thông cảm nha. Đây nhà của mình, trước nhà mình đây, nhà mình chỉ có chút xíu chiều à, nhỏ xíu à, mà đó, vậy đó cũng đủ ở thôi các bạn, không có rộng lắm. Đây là vườn cây trái, cây cây này trồng không biết chục 20 năm nữa có cắt bán được hay không đây, nhưng mà chăm dữ lắm các bạn ơi, phải cắt như vậy cho nó mới lên lên to và cao để mình đây. Và có mấy cây bông vậy thôi đó nha các bạn. Đây dẹp sáng ra, đây là cái xe máy cày của gia đình mình đó, mình cũng đang tập sử dụng nó đây. Đây là ông xã mình sử dụng thôi, chứ mình chưa có sử dụng được lắm. Còn đây là dụng cụ để làm ruộng nữa các bạn, những cái dụng cụ để
cắt cây cỏ. Thì khi nào á mình cắt cỏ mình quay cho các bạn coi nha. Đó, chỉ có vậy thôi nha các bạn.